Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Minh Thư. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang làm kế toán kho, chuyên xuất khẩu ba lô, túi xách cho chị, ở Tân Bình luôn chị. Rồi quê em ở đâu? Em thì ở Bình Thuận. Rồi, bên kia giới thiệu đi em. Em tên là Phan Trần Thành Trung, 28 tuổi. Em hiện tại đang làm bảo vệ an ninh cho một ngân hàng. Sinh ra lớn lên làm việc và ăn chơi tại Sài Gòn. Có ăn chơi nữa hả? Dạ có, vì nó có làm việc phải có ăn chơi với chị Cát Tường. Thư giới thiệu về mình một chút đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thể thao. Môn gì chơi giỏi nhất? Võ. Thôi. Hôm nay chị có nói hớ gì em nhớ nhường chị chút nha. Dạ không sao, em chỉ là vận động viên thôi chị. Em mới học võ, em đọc em tới đai gì rồi? Dạ đây đen hai đẳng anh. Trời ơi. Bên kia có sợ không? À không chị ơi, em cũng đen hai đẳng rồi chị. Ủa không sao đâu anh, em còn có quyền thái nữa nên không sao đâu. Mấy giờ mình kéo màn lên mình cho đấu võ luôn đi. Cũng được. Về những cái ưu điểm của em là gì? Em hòa đồng, rất là dễ nhập cuộc. Bất cứ cuộc chơi nào cũng nhập được. Trời ơi, lũ lên đi rồi thấy nguyên cái đám tôi đang nói lộn nhà. Chưa xong, chưa xong. Em nhập cuộc được nhưng mà em có lựa chọn cái là những cái nào mình thấy mà hợp lý, mà hợp tình thì mình chơi được. Còn những cái nào mà mình thấy nó không trái phái quá thì mình... Đúng rồi, chứ thấy dễ nhập cuộc là vô là mệt lắm á. Thì một cái ưu điểm nữa của em đó là em hay thương người mà không có cần biết người đó là sao. Anh ơi, anh có thương chó không? Có em, nhà anh có nuôi con chó em ơi. Mấy con gì anh? Một con là em ơi. À em tới 4 con lận. Giống như lên đây khoe vậy đó. Khoe vỏ rồi. Dạ khoe chiến chó. Tích chứ chị. Em còn cái ưu điểm đó là em không hút thuốc. Được, cái này em thích nè. Còn khuyết điểm của em á là em thường xuyên cuối tuần hay đi nhậu. Nhậu thì bình thường nhưng mà có xỉn không anh? Tới mức nào đó thấy trống trống mặt rồi đi ngủ em ơi. Ok, nhưng mà thường thường mà em thích mấy người mà nhậu xong ngủ á em đọc sướng lắm. Em không sống ác được. Ví dụ như anh sống hiền là anh sống làm sao anh? Mình không làm những chuyện mà hại người, hại đời. Ưu điểm của em gái là gì? Em mạnh nhất là về thể thao thôi. Và đó cũng là cái sở thích của em. Rồi, khuyết điểm. Cho nó hết ưu điểm đi chị. Dạ, em nói tại vì em nói thể thao thôi. Dạ, nhiều lắm nhìn vậy chứ. Giỏi lắm. Nấu ăn cũng được. Việc gì con trai làm được em cũng làm được luôn. Còn khuyết điểm của em á là hơi bướng chút xíu thôi à. Em bướng chắc cũng may em cãi em đâu. Nếu mà nói quá thì em cũng đập thôi à. Đó là bởi vậy. Thôi thì hỏi nè. Em biết nguyên nhân tại sao em bị ế không? Men quá. Thì bớt men lại đi, thùy mị chút đi. Thùy mị làm sao chị, nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó. Vỏ á, tẹt ngang vậy cái nó quen rồi. Trời ơi ghê vậy hả? Khép cũng được mà em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn quen rồi chị. Lâu rồi đi thử rút chị coi, nãy đi sau lưng chị đâu có thấy. Tại vì em không hiểu Sài Gòn chợ lớn là sao. Đi thử. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Ghê chưa? Thôi bẻ tay anh qua anh coi người ta bẻ tay. Tay coi, dễ thương thiệt. Thử coi. Không, bình thường á là em đi rất là bình thường vậy. Nhưng mà khi mà thấy mấy bạn nam thì em bị liếu cái em đi vậy. Bây giờ anh tưởng tượng bên kia khác nhưng mà em gặp em khác. Dễ thương, vui. Bên nó cao không? Bên nó cũng hơi cao. Em thích tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Như sói ca thì gọi là lý tưởng nhưng mà thực tế thì nó không có sói ca. Đúng. Bởi vì không có thằng nào mà tứ đổ tượng nó không đụng hết trơn. Mà nếu mà nó không đụng em không dám lấy. Nhưng mà nếu như bạn nó không nhiễm vào thì được, rất là ok. Với lại em ghét nhất là gì anh biết không? Với lại đừng có để móng tay móng chân, em ghét lắm. Móng tay móng chân cũng đẹp mà. Không, con trai mà ai mà để móng tay. Để nhiều khi người ta có cái ngành nghề dù đàn. Không, con trai để móng tay nó hay gì chứ, mặt dữ lắm. Với lại em thích đường đinh là đầu cao cao, nhìn nó men. À vậy không, em quá men thật. Cái tại người mà em thích á là phải cực kỳ men. Lúc mà em lên em cắt xe á, em xin lỗi em casting ở đây nè. Thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Chị nhìn em, chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ? Hồi nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á. Không, 100% em là nữ. Cái thưa quý vị, vâng. Hứa nha. Dạ hứa móc quéo luôn nè. Móc quéo luôn. Hồng mặt dễ thương. Ây da, bà Mai hôm nay hoang mang quá. Qua coi đàn trai coi sao đi. Chào chị. Trời ơi, nếu bên đây tấn công là mình thủ thôi hả? Không, chơi luôn chị. Chơi luôn hả? Trời ơi, anh ơi, em tấn công anh phải nhào vô anh ôm em chứ sao anh chơi em được. Nè, em muốn kiểu nào em kiểu em. Anh phải ghim em lại, em ơi đừng đánh anh thương em gì đủ các kiểu. Tự nhiên anh quýnh em rồi, em sùng bái quýnh lại anh sao? Phải ngăn chặn từ đầu em ơi. Ngăn chặn bằng cách nào? Thì anh có cách của anh mà. Cách nào nói nghe đi. Thôi để tôi đi về đã. Bữa nay là quá khích rồi. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Có cá tính như bạn này thì được. Trời ơi, phải cá tính gì hả? Ủa là nãy giờ là khoái đó hả? Dạ, đang khoái. Đang khoái? Dạ.
Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái em không? Em không thích người bạn gái là quá chanh chua và đanh đá và quá sống dựa vào người khác. Cái đó là bề ngoài thôi, chắc là em hiền khô hà. Với lại em thích mỗi người bạn gái là mỗi thứ đều có làm đúng nơi đúng chỗ, trang điểm đúng nơi đúng chỗ, ăn mặc hở hang thì cũng đúng nơi đúng chỗ. Anh ơi, em kính từ đầu đến đuôi luôn á, tại vì em xấu quá em đâu kính hở đâu anh. Trai này khó. Khó bỏ qua hay là khó chơi không, luôn? Khó là chơi luôn chị. Em sở trường của em là cái ăn với ca khó. Rồi hết biết hỏi gì luôn rồi đó. Cưới nhau về ở đâu? Nhà cửa có sẵn rồi chị. Ờ, có làm dâu không em? Vậy là về làm dâu phải không? Về làm dâu chị. Dạ không biết được không mà khó quá. Thôi để chị về đi, mệt quá. Làm dâu được không cô nương? Em không có câu nệ về việc làm dâu hay không làm dâu, bởi vì ba má em hay là ba má chồng em đều thương như nhau. Nhưng mà em về rồi ba má ảnh cũng lớn tuổi rồi, tối nhiều khi ta coi em đánh phim đó. Em đánh đấm mạnh mạnh quá cũng mệt lắm. Nhẹ nhẹ xoa thôi. Em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với ai? Em đi với chị họ em và em gái ruột của em. Em ruột hả? Dạ. Trời ơi sao con bé thùy mị quá vậy. Em chào chị, em chào anh Nguyễn Linh. Em nhìn thì anh thấy anh rất là dễ thương, anh hiền nữa. Em với là chị em thì là hai cái khía cạnh nó khác nhau quá rồi. Giống như trắng với đen vậy. Đúng rồi, sao anh biết tên của em vậy? Em tên là bé Đen. Chị em tên Đen còn em tên Trắng. Thiệt luôn á hả? Thôi thôi. Em thấy chị em có quýnh anh nào chưa? Chị em cá tính vậy thôi chứ không có đụng tay đụng chân gì. Hiền khô hả? Nhà em có cái quan niệm là chị đi trước thì em mới đi sau. Thì em mong anh là dớt giùm chứ cộng thôi tụi em làm như cô hết luôn. Ở nhà. Ờ, cảm ơn em. Em trai đi với ai? À, em đi với ba em. Con chào bác. Đâu, chứ biết bác nào chưa chơi cho nghe dạ, ba. Dạ đây, chồng. Đây. Em nhìn là bác ngồi trước mặt con ạ. Bác cho con xin ý kiến đi. Bác có lên máu gì chưa bác? Con đấm bóp rất là giỏi. À, ba anh cao huyết áp em ơi. Bình tĩnh. Xin chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả và chào Châu. Tôi nhận thấy rằng là hai bên có một cái tương xứng là đều có miếng cả, có võ cả. Thế thì cái cao thấp thì tôi chưa biết, nhưng mà nếu mà hợp với nhau đó thì cũng phải nhường nhịn nhau. Một bên là Tây Kendo hay là bên kia thì là Aikido thì đại khái là cũng là bên tấn công, bên thủ. Nhưng mà thủ rồi lại tấn thì nó không tế thôi. Có những cái thuận lợi nhưng mà cũng có những cái là bất cập đấy. Dạ vâng. Về hình thức rồi là về nói năng cái thứ thì cháu hoạt bát. Dạ, cháu cảm ơn bác. Đã có đai đẳng hai là đã thấy thế là phụ nữ như thế là ghê rồi đấy. Dạ, cảm ơn bác. Thôi để cho kéo màn lên đôi trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Thôi chào Sơn anh. Rồi tấn công sao tự nhiên chào xong ngồi xuống. Không ngồi xuống ấy, đàn em. Chị tin em là đen đà hai đẳng, nhưng mà sao cái bạn này chị thấy nó hơi bị xề quá, chị không tin. Yên tâm, em về em gò lại cho. Không, nhưng mà em nghĩ tướng này là đúng ha, đen hai đẳng không? Bây giờ thử một vài đường đi. Từ từ nha. Ê, chưa, từ từ. Nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai. Trời ơi. Xả dao thôi nha. Rồi xong. Thôi rồi. Ôi trời ơi. Đỡ gì mà chậm vậy? Người ta lên gối rồi lúc mới đỡ. Không, nếu mà là bạn nam thì khác chị. Bạn nam mà nó tấn rồi đó. Hồi nãy á, anh dễ lắm. Anh cứ gạt cái giỏ cái anh ôm em cái là em hết đánh. Chúng ta có 2 phút thôi. Nói sao cho nó tình cảm, đừng có lấy giỏ ra quýnh lộn hoài nha. Bắt đầu. Anh học môn gì? Aikido em. À, Aikido anh hai đẳng hả? Anh dạy chưa? Anh đi dạy rồi. À, hiện giờ anh còn đi dạy không? Còn em, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì công việc anh nhiều khi về trễ nên anh chỉ trợ giảng thôi. Mấy giờ anh đi làm về? Anh về thì anh làm hành chính, 5 giờ anh về. 24/6 anh làm 7 anh rảnh không? 24/6 anh rảnh. À, 24/6 đi tập võ với em. Ngày đó anh đi dạy rồi. À, anh đi dạy Aikido hả? Aikido. Ờ, vậy thôi dạy em luôn đi. Em chưa biết học Aikido. Vậy anh với em hai đứa dạy nhau. Em đâu có dạy được gì, em chỉ dạy được Muay Thai Boxing thôi. Anh học cái gì? Taekwondo. Học Boxing đi. Học Boxing hả? Rồi được. Ủa, đây nói chuyện quýnh võ hả? Tình yêu. Lần đầu thấy có cảm nhận gì không? Có gì trong danh mục cấm của em không? Có chút xíu nhưng em sẽ gò anh được. Bây giờ em sẽ cho anh đi tập gym. Không, cái đó thì em quan nghĩ thượng đi. Sao vậy? Tại vì anh nói chung là anh không phải là mẫu người 6 múi, anh thích gom múi 6 múi vô 1 mà. Tập thể thao là vì con người mình nó khỏe khoắn nhờ. Người ta nói chuyện tình yêu. Thường em thích đi những cái nơi nào để hẹn hò?
Dạ em bất thường lắm anh, đi xem phim thì em đau tim. Anh thích xem phim ma mà em đau tim làm sao đi? Em không coi phim ma đâu. Dân nhà võ mà sợ má. Dạ em sợ ma lắm. Đó, nó dịu dàng có yếu điểm, có yếu điểm, có yếu điểm. Em hả? Em sợ nhất là Kim Kim. Chích em một phát là em xìu. Nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết. Anh không thích cái gì ở con gái? Con gái lấn lướt anh quá. Tại vì dù cá tính như nào hiền khô dữ hay là ẻo lả gì đó, nhưng mà vẫn phải dưới anh một bước. Mà anh dám anh hơn được không? Tại vì em rất là muốn người ta hơn em. Thì cố gắng thôi, tại vì không phải là cố gắng mà là nhất định phải được. Chắc chắn được. Cười rất là nữ tính luôn á. Cười, cười, đó. Anh có nhường nhịn em được không? Nhường nhưng mà tùy chuyện. Anh có sẻ chia với em được hay không? Anh vẫn sẵn sàng sẻ chia. Anh có tha thứ được hay không? Hỏi đúng cho tao trả lời luôn đi bà. Bà hỏi thì phải để cho người ta trả lời nữa chứ. Sao bà hỏi hoài mà không cho tao trả lời? Chắc cắn lưỡi. Không, không được cắn lưỡi. Anh phải hơn em. Anh nhất định anh phải hơn em. Thì bà phải cho người ta nói người ta mới hơn được chứ. Dạ em xin lỗi chị. Bà nói không rồi, tao có nói gì đâu mà biết tao hay không hơn. Là đẹp. Hơn nhưng mà hơn là vấn đề gì? Tại vì nó rất là nhiều phạm trù. Tất cả các phương diện anh đều phải hơn em. Có thể. Anh không lên được, em sẽ nâng anh lên. Okay. Với lại anh thích phụ nữ ở nhà, lâu lâu nấu ăn. Ừ, nấu ăn thì em nấu vô tư lắm. Vậy nấu đồ nhậu được. Trời, đồ nhậu là em nhất. Nhưng mà em không nhậu đâu nha. Em bị bệnh tim, em không có nhậu. Uống được không? Độc giả bệnh tim căng quá vậy. Bệnh tim nãy này nói nhiều quá thật vẫn thở nổi. Dạ, tim thầm. Thật ra là em có bị bệnh, nhưng mà hơi chút thúc thôi. Thì nhìn vô là thấy em bị bệnh rồi, đâu có thấy là tim bình thường. Đúng không chị? Hãy nói thật lòng mình, nãy giờ suy nghĩ gì chàng trai này? Dễ thương, giống Doraemon. Cưng. Cưng. Đại khái về làm bao cát cũng được. Ừ, đó. Cá tính thì anh thấy là như anh mong muốn rồi. Nhưng mà còn cái gọi là sự kiềm chế thì chắc là để anh dành phải rèn luyện thêm một cái hãm em lại. Đừng hãm em không thích hãm đâu. Thôi, hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút hay bấm nút. Bấm là cưới. Chúng phải bấm là chơi. Năm sau đẻ luôn nha anh. Ok em. Vậy đi. Em xích con trai. Rồi trật tự. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm luôn đi. 1 2 3 Đó, thấy chưa, đó, thấy chưa. Đi đâu vậy, trật tự. Phải không, phải không? Không, không, không. Còn cái nào? Hai đứa này mà ra thằng cướp nào mà xui xui mới giật đồ hai đứa này chắc chết quá. Chết quá. Thôi chúc cho hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những chiếc vé xem phim hệ thống và cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây gửi tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn.